Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi một cái team chuyên đi sửa máy nha mọi người. Mù này, rồi nhà thám hiểm, mech và tù nhân. Nghĩa ra là nếu mà có đủ thêm một số người nữa thì chắc là mình sẽ thêm luật sư chẳng hạn, đúng không? Luật sư các bạn thấy rồi, nếu mà còn bản đồ sẽ được tăng tốc độ giải mã, khá là ngon luôn. Đó, các bạn cũng có thể chơi một cái team như thế này. Và dĩ nhiên là trong trận đấu này, nghệ sĩ violon, trong trận đấu này thì dĩ nhiên là yêu cầu các bạn cũng cần phải mang cái nhánh số 6 để đi cứu người rồi. Phân công nhiệm vụ vai trò hết rồi, vô là quẩy tung hoành ngang dọc thôi. Team đập ấy. Ui, nó tới chỗ mình rồi. Chạy. Ôi, nó thấy kìa. Ở trong cái vườn bắp này thì nó khá là nó rất là dễ mất dấu chân luôn. Nhưng mà có vẻ ông này ông tỉnh. Đi lòng vòng. Rất là dễ mất dấu chân, cứ đi lòng vòng ấy. Cái gì đấy? Nó thấy mình không? Thấy rồi. Coi chừng nó gãy đàn chúng. Tạo dây rồi. Đi nhanh quá. Trời ơi, tức quá, bị dính rồi. Ăn đòn rồi. Ôi, nó chặn đầu của mình này. Ui, cái dây đàn dính vô đi chậm lắm luôn á. Thôi chết rồi, dính. Ui, nó đi nhanh vậy trời. Eo ôi, chậm ghê luôn kìa. Úi xổi ôi. Sốt cả ruột luôn. Ôi, nó căng dây đàn. Úi xổi ôi. Bó tay rồi. Ơi cha, không vui tí nào luôn. Mình cai vậy mà không nổ được hai máy. Có lẽ là do thăm dò đi lượm giấy mọi người. Ô, được 3 máy rồi này. Hay quá. Chơi mù bây giờ cũng không phải đỡ sợ như ngày xưa nữa rồi. Các bạn có thể nhìn được mọi thứ xung quanh. Hay quá. Ồ, tù nhân đánh 6 à? Đánh 9 à? Chạy đi. Chạy thôi. Úi dồi ôi, sao dây đàn lung tung thế này. Nhây một chỗ thì các bạn có thể đi lòng vòng nha. Mù vẫn nhìn được Hunter cho nên là các bạn cứ cẩn thận thôi. Đừng có đập ván nhiều. Nó đâu rồi không biết. Chết, nó gãy đàn ra. Ui, sợ ghê luôn á. À rồi, ăn bán này. Dừa lắm. Còn một máy cuối thôi, mình sẽ cố gắng. Ui, dính 4 cái nội tại luôn kìa. Cái gì, ai núp đấy đâu mà ông gãy đàn ở bên đấy. Từ từ nha. Không biết là nó đủ điểm hiện diện chưa. Ok, nổ máy thôi. Trời ơi, 5 máy, mãi mặn luôn. Đừng có đùa với cái team của tôi. Team đi sửa máy cực kỳ tấu hài. Chắc là mình cũng không thoát nổi cái trận đấu này. Nó cứ dí, nó cay mà, nó cay. Chắc luôn. Anh định làm gì tôi?
180 giây rồi. Chơi vui ghê luôn á. Thật sự là mình rất là thích chơi mù cài thì sướng. Nhưng mà một khi đã phèn rồi nó phèn luôn các bạn ơi. Dễ bị mất bình tĩnh lắm. Ôi dồi ôi. Thôi có lẽ đồng đội cũng thoát được xong hết cổng rồi. Đôi mắt Pleiku biển hồ đầy. Không thèm di chuyển luôn ấy. Không thèm di chuyển, đứng nhìn. Đứng nhìn theo kiểu à, mày là con mù láo. Nhìn sợ quá, coi đôi mắt đó kìa. Ủa sao mấy người kia không thoát đi làm trận mới? Gãy đàn các thứ ấy. Có ai cứu tôi đâu. Trời ơi. Ok các bạn đừng chuyển kênh, của mình sẽ làm thêm trận đấu nữa cho các bạn cùng xem nhé. Chắc là một trận tiếp tục đi sửa máy tiếp thôi. Khi mà chơi những cái tựa game như thế này thì yếu tố bình tĩnh nó cũng rất là quan trọng luôn. Bởi vì nhiều khi mà các bạn hoảng lên ấy, sợ thì sợ. Rồi lắm khi rồi đập cái ván hoặc là nhảy cửa sổ phát là ăn đòn cái là cảm giác nó rất là bực bội luôn. Rồi lên ghế, nhiều khi lên ghế không ai cứu. Có những lúc mà mình kiểu là đi cứu người ta xong mình lên ghế không ai cứu mình cũng hơi chán đúng không? Hơi nản. Ôi nó đi qua rồi. May quá. Ok, mình sẽ ô cái máy này. Team này thì các bạn thấy rồi, sửa máy rất là nhanh luôn. Đặc biệt là trong cái giai đoạn tăng tốc giải mã ấy. Nhưng mà có một điểm mà mình thấy khá là lo lắng, đó chính là những cái nhân vật như thế này thì thường thường là sẽ mang một cái yếu tố, đó chính là nhây khá là yếu. Nhây khá yếu, tốc độ di chuyển chậm lắm. Úi dồi, hương sư. May quá nhờ. Vẫn là nước hoa, mình cứ tưởng nước mắm, nước tương, xì dầu. Mù thì nó là một cô bé thôi. Nhưng mà các bạn thấy là trang phục rất là giản dị luôn. Mấy cái trang bộ trang phục B ấy, chỉ thay đổi một chút về màu sắc quần áo. Khuôn mặt thì hiền đúng không? Như sáng hôm nay mình có chơi trận dã nhân, các bạn có thể xem lại clip buổi sáng ấy. Ui sổ ơi, đồng đội mình nhây tốt là bà này bà đi canh 5 máy chuyện đơn giản luôn. Núp Hunter thì cũng khá là dễ, đập gậy xong rồi xác định phương hướng đi hướng nào thì mình núp thôi. Nhưng mà lý thuyết thôi, còn đối với những cái nhân vật Hunter kiểu như là chuyên có những cái nội tại kỹ năng đi kiếm người thì khó, thật sự khó. Đấy, cứ thả sổng. Tù nhân thợ máy mù, ok, quá phai. Hương sư sửa máy cũng tốt nha. Nhưng mà cái điều kiện mà ở đây là đừng có nổ máy. Nổ máy kiểu gì cũng sẽ bị ăn chửi. Ông này ông bấm cái gì? Bấm nãy giờ. Ông bấm gì đây ông ơi? Bấm mê mệt luôn ấy. Rồi nhánh xà chín đó nha. Ủa thả chó kìa. Nó thả chó. Nó mê mệt thả chó giờ nó có biết đâu. Nó không biết là cứu rồi nữa. Ô, ông vẫn còn đứng bấm kìa. Sốt cả ruột thiệt á. Ok. Galatia trận này có vẻ hơi tham thảm.
Sửa máy quá ghê, quá ghê. Lập team như thế này nhưng mà yêu cầu là phải có người cai tốt. Chứ nếu như mà cai kiểu không tốt là toang hết luôn. Máy sửa khá là lâu. Các bạn thấy là đồng đội của mình kiểu cai cũng khá là được đúng không? Chắc nãy giờ tới 5-6 phút rồi mình đã xong hết 5 máy rồi này. Đang chờ gục nữa là nổ thôi đó. May quá bà thím không có lên cái nhánh mở cửa chậm. Xong tù nhân rồi. Bye cưng. Đừng tìm em nữa. Nhưng Hunter thì cứ tìm. Này là phải xem xét lại ăn ở nha. Thôi đi vô, đi vô, đi vô, đi vô. Nó lại nó cam kìa. Nó đuổi vô á. Biết giời. Ok, và mình cũng sẽ kết thúc video clip đây. Và nếu các bạn thích đừng quên hỗ trợ nổ của mình. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Bye bye.